phải chị em nào cũng sở hữu đôi cánh tay dài, thon gọn, gợi cảm. Bắp tay to luôn khiến chị em băn khoăn, lo lắng mỗi khi lựa chọn trang phục để ra đường. Những bộ váy quay, váy tay ngắn xinh xắn gợi cảm, nhưng cánh tay to tròn khiến chị em buồn rầu, phải từ bỏ sở thích của mình. Hiểu được điều đó, thẩm mỹ Trí Đức đã ứng dụng thành công công nghệ Lipocell Mob Pro, giúp giảm mỡ vùng bắp tay hiệu quả. Khác so với các dòng công nghệ cũ trên thị trường, công nghệ Lipocell Mob Pro 2019 giúp da săn chắc, an toàn, hiệu quả trông thấy ngay sau một lần trị liệu. Một triệu người trên thế giới đã sử dụng công nghệ Lipocell Mob Pro 2019 để lấy lại vóc dáng tuổi xuân. Còn bạn thì sao?